897 chứ không phải là 835 nữa. Phải 875 mà là 897. À, bây giờ chúng ta đi vô cái hẻm này nha. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang ở đây là đường Nguyễn Trãi, và ở đây có cái đường An Bình, bên hông cái bệnh viện An Bình. Thì hành trình hôm nay em dẫn cô chú anh chị bạn chúng ta đi khám phá một cái con hẻm nha. Hẻm ở ở trên đường Trần Hưng Đạo, kế bên đó có cái thất cao đài đó, trước mặt chúng ta đó là cái chợ, cái bệnh viện An Bình đó, bệnh viện của người Hoa xây dựng ngày xưa nè. Ngay chỗ này có cái dốc rất là cao. Con hẻm như đó là con hẻm 835 hay là 875 gì đó, cặp bên cái thất cao đài, cái chùa cao đài đó. Khu bệnh viện này lúc nào cũng đông đúc tấp nập, giống như bệnh viện ở bệnh viện Chợ Rẫy ở đường Nguyễn Chí Thanh vậy đó, cũng tấp nập vậy. Đây là giao lộ Trần Hưng Đạo và An Bình. Ở đây có chợ Hòa Bình. Thì cái hẻm này theo em biết thì nó rất là ngoằn ngoèo, như cái mê cung vậy đó. Hồi trước em đi vô đó một lần rồi, nhưng mà lần đó cũng hỏi đường mới biết đường ra đó. Nhưng mà không biết lần này thì có còn nhớ đường hay không ha. Em mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi vô đó nha. Chúng ta đi qua đường Trần Tuấn Khải nè, ngày xưa là Nguyễn Quỳnh Đức đó, bữa em có đi đi ngang con đường này rồi, đến cái nhà 181 của chú John. Bên tay trái mình có rạp Đống Đa nè, rạp Đống Đa ngày nay như ngày xưa là rạp Oscar. Tưởng tượng giống như là chúng ta đang đi chợ lớn về quận nhất, và đi vô con hẻm này, nói với các anh chị hình dung là mình đi hướng nào. Thẳng hướng này mình sẽ ra chợ Bến Thành nè, sau lưng chúng ta đó là chợ lớn, chợ Bình Tây. Đối với con hẻm này thì rất là nhỏ, và hồi xưa rất là dơ, nhà nhiều nhà lụp xụp lắm, nhưng mà bây giờ không biết thế nào. Cái hẻm đó thông ra cái quán, cái hẻm 835 luôn đó, cái hẻm mà bán cơm tấm 3 giờ. Nhưng mà đã lâu rồi em không có đi cái hẻm đó, nên bây giờ không biết có đúng đường hay không nữa nè, đèn hồi hộp. Nhưng mà không sao, mình ở đây mà mình không biết đường thì mình hỏi không.
cái video này cũng thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, nói hôm nào em đi vô cái hẻm cặp bên hông cái chùa này, trong những cái video khác thì cô chú anh chị có comment, thì hôm nay có dịp em sẽ đi quay chỗ này ha. Sau mỗi cái video thì em nhận lại rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị, thì những cái có những yêu cầu, thì những yêu cầu đó thì các anh chị bạn em xin thời gian nha, và đừng quên bấm cái nút đăng ký để khi mà em có cái video thì các anh chị khỏi phải tìm kiếm nữa, và làm cái chuông nữa để em có video là nó sẽ tự hiện lên. Cái hẻm này là hẻm 897 chứ phải là 835 nữa, phải 875 mà là 897. Bây giờ ta đi vô cái hẻm này nha. Bên trái chúng ta đó là chùa. Cái đây quẹo đâu đây, bên phải hay bên trái? Bên trái hay quẹo phải? Quẹo trái, quẹo phải là đường cùng à. Ở đây là trái phải quá trời luôn. Rồi đây chúng ta đi ra cái hẻm 835. Ra hẻm này là quen rồi. Có hết chưa? Không. Có. Mang cơm rồi. Đây em 2 ly nước mía. Giờ không có quay như xưa nữa. Quay như vậy là còn lâu. Hả? Quay như vậy là còn lâu. Các kia đã đốt phát 1, 3 là hết cái mía. Mấy là mấy cái chút nhỏ đó. Nó 3, 4, 2, 3 cái trục. 3 trục. 3 trục nhỏ. Hết phát 1 hết trơn. Mới lên không biết ung thư chữa không được. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Sẵn đẹp đi ngang đây thì mình mua một cái ly nước. Đó.
không biết nhà của các anh chị là nhà nào ha. Thì chúng ta hẻm này thông ra đường Cao Đạt luôn nè. Trong cái hẻm đó thông ra hẻm 835 luôn, 897 đi tới hẻm 835. Thì trong đó có rất là nhiều cái hẻm trái phải nhưng mà hẻm đi đại hơn ra cái hẻm quen. Tại ở đây là đường Cao Đạt đi thẳng đó là Nguyễn Biểu cầu Chươi. Chúng ta đi tí xíu nữa ha. Sẵn đây cho các anh chị các bạn xem trọn vẹn cái con đường Cao Đạt này luôn. Rồi sẵn tới giờ vô làm rồi em cũng vô công ty luôn. Đối với con đường Cao Đạt này thì có rất là nhiều cái quán ăn, quán nhậu, đặc biệt là quán lẩu. Quán lẩu của chú Tám Lẩu rất là lâu năm rồi. Kế lên tí nữa đó là cái chợ Cao Đạt hẻm 197, đi ra bến Hàm Tử luôn đó. Rồi một số hình ảnh ở cái hẻm 897 đi ra hẻm 835 qua đường Cao Đạt gửi các anh chị và các bạn. Hy vọng là anh cô chú anh chị nhìn thấy cái kỷ niệm của mình ha, trong cái hẻm này. Nếu mà video không rõ anh chị có thể cho em xin cái comment ha, và em có thể thực hiện lại để cho các anh chị các bạn nhìn rõ hơn, để nhớ về một cái thời chúng ta khi mà còn gắn bó với cái hẻm này. Rồi để tiện việc theo dõi video thì các anh chị các bạn có thể nhấn nút đăng ký, subscribe và là hình cái chuông kế bên để ủng hộ, cũng như nếu chúng ta có cái comment gì đó thì khi em có cái video thì nó sẽ hiện lên để các anh chị bạn khỏi cần tìm kiếm mất thời gian. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là con đường Nguyễn Biểu nè, phía dưới cầu Chữ Y nè, cặp bên hông cầu Chữ Y, thẳng ra bên kia là bến Hàm Tử. Khúc này có rất là nhiều tiệm gội đầu, massage, rồi nhà hàng, ăn chơi các kiểu. Ta nhìn lại cầu Chữ Y ngày nay với những cái hạng mục đang sửa chữa nè, và theo hướng này mình sẽ đi về quận nhất, qua bên kia mình đi về quận 8 nè. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.